tôi vẫn tiếp tục làm khẩu súng quốc của tôi. Không có thành quả anh em cố đón chờ một lúc. Làm trò này cũng khá là lâu anh em ạ, khá là mất sức. Mệt mỏi đấy anh em. Đây giờ tôi đây hoàn thiện xong. Nhìn cũng khá là đơn giản. Để mình test thử bắn cho anh em xem này. Giờ mình sẽ đi test cho anh em xem. Rồi em xem nào. Rồi đây. Rồi đâu rồi. Cân bằng á. Rồi như này rồi. Ừ. Đã thử cân bằng rồi. Đâu bắn được. Không bắn được anh em nhá. Ảo thật đấy. Ảo thật anh em ạ. Ôi xùi rồi. Nhớ
sao như thế nhỉ? Mặn được không? Giờ tôi đang test mọi người ạ. Mặn được à? Giờ đang test. Sao tao bán ra con này nhỉ? Mày thử bán cái này à? Này, thử thử dùng cái này bán này. Có khi súng của tôi sẽ bị hỏng các bạn ạ. Còn đúng một phát để bán thôi. Đúng, mày thử bán cái này nào. Nó nhặt sẽ tập biệt ra, mình lại quay video khác.